Tập 128. Con từ đâu ra? Mẹ đám mây, chú gấu con này từ đâu ra vậy? Gấu đồ chơi đương nhiên là từ nhà máy sản xuất đồ chơi rồi. Còn chiếc áo len này thì sao? Chiếc áo này là do bà nội tự tay đang lấy đó. Mẹ đám mây, còn con thì sao? Con từ đâu ra vậy? Câu hỏi này biết trả lời sao đây? Khó xử quá. Chuyện đó hả? Kẹo bông. Mẹ phải nấu cơm đây, bận lắm. Con ra ngoài trước đi. Mẹ đám mây, mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con mà. À, tùy tiện nói ra một lý do cho xong là được. Kẹo bông à, con đã hỏi thì mẹ sẽ nói cho con biết. Con đừng nhặt từ thùng rác về đó. Con đừng nhặt từ thùng rác ư? Nhặt từ thùng rác? Nhất định con là một đứa trẻ hôi thối. Ngay cả hoa gạo cũng bắt đầu ghét bỏ mình rồi. Kẹo bông, con sao vậy? Hoa gạo là dành đồ ăn vặt của con ư? Con là một đứa trẻ hôi thối, sẽ chẳng có ai thích con nữa. Thật là, sao mình lại nói là nhặt từ thùng rác chứ? Kẹo bông, đừng khóc. Con hiểu nhầm rồi. Vừa rồi mẹ chỉ nói đùa con thôi. Hả? Nói đùa ư? Thật ra là con được nàng tiên bướm thơm phức mang tới. Nàng tiên bướm mang tới ư? Thì ra con không phải là đứa trẻ hôi thối, mà là thơm phức. Đúng đúng. Mẹ đám mây, vậy tại sao con không có cánh tiên? Hả? Cánh ư? Thật ra chuyện đó, vừa rồi mẹ vẫn đang nói đùa với con thôi. Ây da, thức ăn cháy rồi. Trời ạ, coi như trốn được rồi. Câu hỏi của kẹo bông thật khó trả lời quá. Mẹ đám mây, vậy rốt cuộc con từ đâu ra vậy? Thật ra kẹo bông, con là... Kẹo bông, con được ấp nở ra từ quả trứng. Quả trứng sao? Ồ, con biết rồi. Giống như gà con vậy. Đúng thế. Giống như cá sấu con vậy. Đúng thế. Giống như rùa con vậy. Ừ, chính là như vậy. Về mẹ đám mây, vỏ trứng của con đâu? Vỏ trứng ư? Vỏ trứng? Ê da, mẹ phải đi xào ớt đây. Lúc xào ớt cay lắm đó. Con ra ngoài trước đi. Em còn tưởng lại là kẹo bông nữa. Sợ chết đi được. Sao vậy? Vì sao kẹo bông lại khiến em sợ? Kẹo bông cứ hỏi mãi là con từ đâu ra. Câu hỏi xấu hổ như vậy làm sao trả lời được? Có gì khó trả lời đâu. Không cần trốn tránh. Lấy ví dụ là được mà. Ví dụ ư? Kẹo bông, chúng ta cùng xem thế giới động vật nha. Con tới đây. Bố trời xanh, con hà mã kia béo quá. Nó không giảm béo sao? Nó không thể giảm béo được. Bởi vì nó sắp sửa làm hà mã mẹ rồi. Làm hà mã mẹ ư? Bởi vì bên trong cái bụng to của hà mã có chứa một chú hà mã con. Wow, em bé hà mã ở trong bụng của hà mã mẹ ư? Đúng vậy. Kẹo bông, con nhìn thấy chưa? Em bé hà mã được sinh ra rồi. Hà mã mẹ nhìn có vẻ rất khó chịu. Có phải nó rất đau không? Đương nhiên là đau rồi. Muốn sinh ra một em bé lớn như vậy thì phải tốn rất nhiều sức lực. Hà mã mẹ thật là vất vả. Đương nhiên, kẹo bông con nhìn nè. Đây chính là bức ảnh con ở trong bụng của mẹ đám mây. Lúc mẹ đám mây sinh con cũng rất vất vả. Cũng rất đau ư? Rất đau. Có điều so sánh với kẹo bông đáng yêu của mẹ thì đau đến thế nào cũng xứng đáng. Mẹ đám mây thật là tốt. Con sẽ mãi mãi yêu mẹ, hiếu thuận với mẹ đám mây. Mẹ đám mây, còn một việc nữa con muốn nói. Việc gì vậy con ngoan của mẹ? Nhìn mẹ thực sự rất giống với hà mã mẹ đó. Ha 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 ha.
bảo vệ hoa. Có hai chú ong mật bay vào trong bụi hoa. Bay múa và lấy mật. Ôi da, bông hoa này đâu mất rồi? Sao lại hái một bông hoa xinh đẹp như vậy chứ? Hoa rất đẹp, nhưng hành vi của họ không đẹp. Không, là không văn minh. Phải đi mách với mẹ. Mẹ đám mây, những bông hoa xinh đẹp của khu dân cư bị người ta hái mất rồi. Ồ, vậy thì không tốt. Kẹo bông, gặp phải trường hợp như vậy, con nên làm gì? Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Con nghĩ ra rồi, phải nói lý, giáo dục họ. Bông hoa này nở đẹp quá, to hơn cả cây bát. Không được hái, không được hái. Tại sao không được hái? Chuyện này không được hái là không được hái. Hoa ở đây nhiều như vậy, hái một bông cũng có ảnh hưởng gì đâu, kẹo bông. Chuyện này kẹo bông, đừng buồn nữa. Người hái hoa có thể không ý thức được làm vậy có gì không đúng. Trước tiên phải làm cho họ hiểu vì sao không được hái hoa. Nhưng phải làm thế nào mới khiến họ hiểu đây? À, con nghĩ ra rồi. Ông nội cố lên, ông nội cố lên. Hoa rất đáng yêu, cần được mọi người yêu quý. Nhìn này, bướm bướm. Bướm bướm đừng chạy. Kẹo bông, bố đã nghĩ ra một cách hay. Còn có thể có cách gì nữa? Không dễ dàng gì làm được tấm bảng này. Nhưng mọi người chẳng thèm nhìn. Bản tuyên truyền chưa đủ sinh động, khó trách sẽ bị bỏ qua. Nhưng chúng ta có thể diễn một vở kịch ngắn. Tên vở kịch là Đừng khiến hoa phải xa nhà. Ồ, như vậy chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Cách này hay đó. Tuyệt quá, hoa được cứu rồi. Mọi người mau tới xem đi. Vở kịch nói đặc sắc bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Chào mọi người, tiết mục biểu diễn hôm nay là vở kịch ngắn Đừng khiến hoa phải xa nhà. Vở kịch bắt đầu. Tôi là một cây cổ thụ ôn tồn. Tôi là một bông hoa xinh đẹp. Chúng tôi là một gia đình vui vẻ. Nhưng mà ngày hôm đó, có người muốn mang tôi đi. Bố ơi, tới lượt bố rồi. Bố quên lời thoại rồi. Trời ơi, hoa gạo, ngươi làm gì vậy? Ồ, nhớ ra rồi. Bông hoa này thật là đáng yêu. Hái một bông mà về nhà ngắm. Mau thả tôi ra, đau quá. Mau thả tôi ra. Xin anh hãy tha cho nó. Chỉ là một bông hoa thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Không phải đâu, cây là mẹ, hoa là con của cây. Hái hoa đi rồi, sẽ khiến mẹ con phải chia lìa. Hoa bị hái đi rồi, sẽ không còn mẹ nữa. Đúng vậy. Cảm động quá. Sau này tôi sẽ không tùy tiện ngắt hoa nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng sẽ không ngắt hoa nữa. Và tình yêu.
Alo, bố trời xanh hả? Ngày mai là lễ tình nhân, bố không về nhà được sao? Vậy không tặng quà cho mẹ đám mây ư? Hả? Món quà tình yêu ở ngay trong nhà ư? Vậy con tìm xem. Con chào bố. Kẹo bông, mau dọn dẹp đồ chơi trong phòng đi, bừa bãi quá. Mấy hôm nữa bố về rồi, mau dọn dẹp gọn gàng đi. Bố nói món quà tình yêu tặng mẹ vào ngày lễ tình nhân ở ngay trong nhà. Có thể là cái gì nhỉ? Hoa đẹp nhất để tặng người đẹp nhất. Đúng vậy, chính là hoa. Trong vườn có hoa mà. Hoa đẹp quá. Ở đây cũng có hoa. Hoa ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Số hoa này chẳng phải đều là ở trong vườn sao? Vẫn chưa lớn đã bị hái xuống rồi. Nhất định là chuyện tốt mà kẹo bông làm rồi. Mẹ đám mây. Mẹ đám mây, hoa đẹp nhất để tặng mẹ đám mây đẹp nhất. Đây là món quà tình yêu. Cảm ơn con yêu. Hoa này không chỉ đẹp mà còn thơm nữa. Nhưng kẹo bông, số hoa vẫn chưa lớn hẳn đã bị con hái xuống rồi. Thật đáng tiếc. Chúng ta không có cơ hội nhìn thấy hoa nở rộ rồi. Đúng vậy, mẹ đám mây, phải làm sao đây? Kẹo bông, chi bằng chúng ta đi tìm lọ đổ nước vào, nhỏ thêm mấy giọt chất dinh dưỡng để nuôi chúng lớn lên, để chúng hàng ngày bầu bạn cạnh chúng ta. Lúc bố trời xanh về nhà, nhìn thấy nhà cửa gọn gàng sạch đẹp, bố cũng sẽ rất vui. Ồ, kẹo bông, lát nữa bố trời xanh sẽ gọi video với chúng ta, để mẹ trang điểm cho con. Chúng ta phải thật xinh đẹp khi gặp bố. Xem ra đây không phải món quà tình yêu rồi. Chúng ta chải đầu trước, rồi mặc váy mới, để bố trời xanh nhìn thấy chúng ta thật xinh đẹp. Món quà giấu ở đâu nhỉ? Kẹo bông, hôm nay chúng ta thắt nơ được không? Kẹo bông, con đang làm gì thế? Mẹ vừa dọn dẹp xong, con lại gây thêm rắc rối cho mẹ rồi. Con muốn tìm... Lát nữa nói chuyện với bố trời xanh. Phải để bố thấy nhà cửa gọn gàng. Con không được làm loạn nữa. Món quà tình yêu mà bố nói ở đâu nhỉ? Hoa gạo, hàng ngày ở cùng mình và mẹ, bảo vệ hai mẹ con, khiến hai mẹ con vui vẻ. Ngày nào nó cũng ở nhà. À, hoa gạo, cậu chính là món quà tình yêu mà bố nói. Hoa gạo ngoan, mình phải tắm sạch cho cậu, trang điểm thật đẹp. Hoa gạo, cậu nhất định là món quà tình yêu mà bố trời xanh để ở nhà. Kẹo bông, vừa mới chỉnh trang cho con xong, con nhìn bộ dạng hiện giờ của mình xem. Sắp sửa phải gọi điện thoại cho bố rồi. Con bé này thật là... Mau lên, mau đi nào. Em yêu, chúc mừng lễ tình nhân. Anh nói gì vậy? Vợ chồng bao nhiêu năm rồi, còn lễ tình nhân gì chứ? Mau nhìn bảo bối nhỏ của anh này. Ai cha, bảo bối nhỏ của bố sao lại ướt như chuột lột vậy? Bố trời xanh, buổi sáng vẫn chưa kịp nói xong. Bố nói món quà tình yêu để ở nhà. Con nghĩ đi nghĩ lại, hoa gạo hàng ngày ở nhà, bầu bạn bảo vệ con và mẹ, nó nhất định là món quà tình yêu. Kẹo bông con yêu, con mới là món quà tình yêu ở nhà của bố mẹ. Nào, để mẹ thay bố trời xanh thơm món quà tình yêu này một cái. Được, mẹ cũng thay bố trời xanh ôm hoa gạo nhà chúng ta nữa.
Nhật ký trời xanh. Kẹo bông, bố phải đi công tác 2 tuần. Con ở nhà với mẹ ngoan nha. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Hoa gạo, cậu cứ chạy qua chạy lại phiền quá. Hôm nay cô giáo khen mình vẽ tranh rất đẹp. Thật muốn khoe với bố trời xanh. Hoa gạo, cậu muốn mình vẽ tranh cho bố ư? Ý hay đó, vẽ lại chuyện cô giáo khen mình. Đợi bố trời xanh về rồi sẽ có thể đưa cho bố xem. Mẹ ơi, xem nè, đây là tranh con vẽ cho bố trời xanh. Hôm nay cô giáo khen con đó, con đã vẽ ra. Đợi bố trời xanh về thì con sẽ kể cho bố nghe. Kẹo bông, đây là một cách hay. Mẹ thấy con có thể vẽ lại mọi chuyện xảy ra hàng ngày. Bố trời xanh trở về sẽ biết hàng ngày con ở nhà đã làm những gì. Được ạ. Nào, mẹ giúp con treo tranh lên nha. Hôm nay con và mẹ đám mây làm bánh gato. Hoa gạo thèm thấy chảy nước dãi. Con ở trường mẫu giáo tập hát. Con và quả táo nhỏ được lãnh sướng. Kẹo bông, con sao vậy? Kẹo bông, hôm nay sao không vẽ tranh cho bố? Con không vẽ nữa đâu. Vì sao lại không vẽ nữa? Những tranh mà kẹo bông đã vẽ, mẹ gửi cho bố xem, bố vui lắm. Bố trời xanh không quan tâm tới kẹo bông, mãi không về. Bố trời xanh phải làm việc. Kẹo bông biết rồi mà. Hôm nay quả táo nhỏ nói, cuối tuần bố bạn ấy sẽ dẫn bạn ấy đi vườn thú. Đợi bố trời xanh về, chúng ta cũng đi vườn thú được không? Không được, con muốn bố trời xanh ngày nào cũng ở nhà với con cơ. Kẹo bông, con nhìn này, để mẹ nói cho con biết bố trời xanh ở đâu, đang làm gì được không? Kẹo bông, chỗ này là Bắc Kinh. Mấy hôm trước bố trời xanh đã bay tới Bắc Kinh, sau đó lại bay đến đây, sau đó bố trời xanh lại bay tiếp, bay đến chỗ này. Kẹo bông, tới bay cùng bố trời xanh nha. Bố trời xanh bay về nhà rồi, bay về cạnh kẹo bông. Cho con này. Bố trời xanh bận quá. Đúng vậy, cho dù bố rất bận nhưng luôn nhớ tới chúng ta. Kẹo bông phải vẽ tranh cho đẹp, kể lại những chuyện vui vẻ hàng ngày cho bố trời xanh. Bố trời xanh xem rồi sẽ không thấy mệt nữa. Con phải kể cho bố trời xanh biết, hôm nay con và mẹ đám mây cũng bay cùng nhau. Có cách rồi. Mẹ đám mây, mẹ đang làm gì vậy? Kẹo bông qua đây xem. Cùng mẹ làm nhật ký trời xanh nha. Nhật ký trời xanh ư? Ngày mùng 5 tháng 4, bố trời xanh từ Bắc Kinh bay tới Thượng Hải. Kẹo bông thì sao? Con ở trường mẫu giáo, được cô giáo khen vẽ tranh rất đẹp. Ngày mùng 9 tháng 4, bố trời xanh ở Hà Môn. Kẹo bông thì... Kẹo bông ăn 2 miếng bánh gato do mẹ làm. Ngày 12 tháng 4, bố trời xanh bay tới Thành Đô. Kẹo bông được lệnh sướng ở trường mẫu giáo. Ngày 15 tháng 4, bố trời xanh từ Thượng Hải bay. Bố trời xanh về rồi. Bố trời xanh. Đúng là một nhật ký rất đặc biệt. Hai mẹ con sáng tạo quá. Kẹo bông kể cho bố về tranh của con, bố cũng kể cho con về chuyện của bố, được không? Được ạ, tuyệt quá.